Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip về tựa game Free Fire này. Một tựa game mà thể loại bắn súng sinh tồn cũng ra mắt khá là lâu rồi. Vừa rồi thì nó mới kỷ niệm ra mắt 1 năm xong thì phải. 1 năm phải không nhỉ? 1 năm, 1 năm, 1 năm. Đúng không? Tự nghĩ ra trong này là ra 1 năm thì ra mình quyết định chơi tựa game này. Ra lý do là hôm nay thì mình vừa vào game Identity File xong thì nó lại bị cái gì cập nhật xong thì như là server đầy hoặc là sao đấy, thì chắc mình phải đợi đến trưa hoặc là tối thì mới chơi được. Thì ra mình quay lại tựa game này, lâu rồi không chơi con game này ra chắc là hơi gà nên là mong các bạn thông cảm. Chơi gọi là vui thôi. Hôm mới đầu nhảy đại thử xem. Con game này thì hồi xưa mình chơi rất là nhiều. Trước khi thời điểm mà PUBG ra mắt thì con game này chính là con game mà phải nói là chơi rất là sướng luôn. Hồi xưa thì con game này mình chơi trên iPad cơ, chứ không bao giờ mà mình chơi mấy thể loại game này mà chơi trên điện thoại. Chẳng qua chỉ là ghi hình nên là mình phải chơi bằng điện thoại này, rất là khó chịu. Mình không quen chơi trên những chiếc máy nhỏ, rất nhỏ luôn. Xưa máy mình còn không đủ cấu hình để mà chơi được tựa game này rồi. Là các bạn có thể tự hiểu. Ui, bắn này. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Nằm nhá, xin ngủ. Ok, mới đầu vào thì có vẻ khá là hay. Ăn được một mạng rồi các bạn, ăn được một mạng. Có là phê. Nhảy đâu không nhảy, lại nó lại nhảy ngay chỗ mình. Khá là đen cho bạn. Sao đến nhặt được ở đây. Rồi. Ba lô 2. Trong trò này thì kiếm ba lô đồ thì rất là dễ nữa. Không giống như PUBG. Ok, KS luôn. Quá ngon. KS một trong những khẩu là mình thích nhất đấy các bạn. Cái này thì rất thường dao động từ tầm 54, dao động tầm 54 đến 60 thì vậy. Headshot thì mình không rõ, headshot thì mình cũng không nhớ rõ lắm. Mình nhớ khẩu này mình hay đi đánh solo với mấy thằng mà kiểu cầm mấy khẩu như kiểu Scaler thì mình đập hết, không phải xoắn thế nào vậy. Ok. Ôi may quá. Xem bố nó thì chết. Định. Thằng này hên đấy. Ôi may quá bạn. Xem thì chết rồi. Mày không chú ý cái bố tổ sư nó luôn. May thật. Không thì ăn cám luôn. Một pha xử lý quá là hết cả hồn. Bố tổ sư nó đi luôn rồi các bạn. Một thằng bắn từ phía bên kia các bạn, từ phía nhà bên kia. Không biết là bắn ai nhưng mà mình cũng phải cẩn thận. Nếu không là sắp mặt như chơi đấy. Đéo thể đùa được. Ok. Sai thì mình sai, có gì phải căn phê. Rồi ngon quá các bạn, quá ngon luôn. Xuống đây đi. Ok, xem có bán nào không.
Có một bát ở trên lầu các bạn. Một bát ở trên lầu. Mình đang khá cẩn thận các bạn. Một bát trên lầu. Còn anh ca là bác ấy sẽ qua đây. Mình vừa thấy bác nhóc xong mà sao lại để thế à? Bác ấy hình như ở ngồi mà. Ok. Ngủ hai rồi. Hay là mình tưởng tượng nhỉ. Ok. Chắc là không có ai nữa đâu. Mình sẽ đi xuống luôn. Không nói nhiều nữa mà. Đi xuống rồi. Để con gì ở đây để mình chơi được. Ok, nồng 2. Khá là phê rồi. Mình sẽ chạy lên trên trước các bạn. Giành lợi thế ở phía trên. Sẵn chạy bo luôn. Có một bát trên kia các bạn. Một bát trên kia. Thôi, kệ mẹ nó. Chạy thôi bạn, chạy thôi. Mình thì đéo quan tâm gì tụi nó cho lắm. Nó không bắn mình thì mình đéo bắn đâu. Chạy thôi. Ok, mình sẽ chạy vào bo trước đã. Tính chuyện gì tính sau. Bỏ bớt hạn này ra đi. Chặt ba lô quá. Hơi xa. Chắc chỗ này đéo có gì đâu. Thôi mình đéo chơi này. Đi lên thôi. Đi thôi các bạn. Xa quá. Hơi xa. Chạy thì phải cẩn thận thôi. Chỗ này thì mình thấy game này nó bất tiện ở chỗ là nó không có cái gì nhỉ. Không có cái mà người ta gọi là mẹ gì anh nhỉ Quân nhỉ. Cái camera này mình xoay qua xoay lại các bạn. Các bạn có biết là PUBG thì camera đấy rất là hữu dụng. Nhưng mà các bạn chạy các bạn phải để ý xung quanh chứ không phải là các bạn chỉ chạy không như thế này thì rất là chán. Thì nếu như các bạn chạy bình thường thì nó cũng tốt thôi nhưng mà mình nghĩ là khó. Okay. Thì mình hy vọng là nhà phát hành sẽ cho ra được cái camera ở phía đối diện ở dưới súng xoay dễ dàng hơn chăng. Cũng có thể vào căn nhà này là mình đã vào bo rồi. Kể quá là ngon luôn. Chạy đến bo thôi. Ok, lâu rồi không chơi lại tựa game này. Đồ cũng khá là ngon. Nỏ à? À thật. Hồi xưa mình chơi thì phiên bản ấy là phiên bản gì nhỉ? Hồi xưa chơi thì không có mấy cái phiên bản mà người ta gọi là OP gì ấy, quên rồi. Có bán ở xuống không? Rồi. Bây giờ thì còn tầm 11 bạn thôi các bạn. À 14. Nhầm tí, 14 bạn. Đang tranh nhau ngôi vị top 1. Khá là máu lửa. Mình thì chỉ đứng đây thôi. Để đây nhỉ. Để đây chăng? Để đây. Để đây cho nó khỏi trốn vào các bạn. Mình chỉ phục kích ở đây thôi. Trình gà thì chỉ thế thôi. Đạn thì sắp hết rồi. Cần lắm một chút đạn tiểu liên. Mình nên thụt đầu vào trong các bạn. Ok. Rồi còn 10 bàn.
đánh tranh ngôi vị. Rồi thì hiện tại thì liệt qua thì mình có tầm 3 bình máu, khá là nghèo. Một khẩu SKS, một khẩu MV40, một khẩu tiểu liên và một khẩu súng tỉa, khá là dị. Một khẩu súng lục M500 này, khẩu này cũng khá là mạnh đấy các bạn. Khẩu này mình nhớ là ra mắt cũng cách đây cũng không quá là lâu đâu. Mày bò xa thế, phất tự mạnh thật. Mỗi lần mà mình đi là anh em phải chạy bò. Bò thì mình nghĩ chắc là nó bò vào bò chỗ này các bạn. Mình nghĩ là như thế. Ok, còn 9 người nữa, khá là ít. Vậy là mình phải đối đầu với 8 bạn. Hy vọng là sẽ không gặp bạn nào trình cao. Ôi, một bát ở bên kia các bạn, một bát ở bên kia. Mình vừa thấy xong. Bay đi đâu rồi nhỉ? Mình vừa thấy xong. Đâu nhỉ? Vừa có một pha súng gọi thính à? Mẹ mày này. Ok, một pha khá là ngon. Ui, thính. Thính thì cho em xin. Làng cái lờ. Đỉnh. Ơ. Ơ. Ok, quá là ngon luôn. Bây giờ mình chạy thôi bạn. Chạy thôi. Nên nãy vừa chết rồi. Ok, mình sẽ chạy qua đây các bạn. Chạy chạy nhanh. Phải chạy nhanh thôi. Ồ, có bình máu đây này. Quá ngon luôn các bạn. Một pha thính ở dưới. Một pha chiếc xe ở đây. Khá là nguy hiểm đấy. Ok, sẽ bơm thêm một chút máu nữa. Loại bỏ đạn này đi. Rồi, ba lô mình bây giờ rất là nghèo nhé. Khi không lại có một chiếc xe ở đây thì khá là đáng nghi các bạn. Bò vậy khá xa. Mình cần phải tiết kiệm thôi các bạn. Còn 2 bình máu nữa thôi. À. Rồi. Núp khá kỹ các bạn. Núp khá kỹ. Ok, mình sẽ ráng chạy qua bên kia các bạn. Chạy qua bên kia để đánh lạc hướng. Ok, vọng ba ấy không nhìn thấy mình. Ôi 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 ôi. Một pha nữa. Chạy nhanh thôi các bạn.
Địt, không kịp hồi máu rồi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây thôi. Nhanh thôi các bạn, mình cần cái nắm này. Rất cần, rất cần. Một tình huống quá là khẩn cấp luôn. Rất cần một bình máu như thế này. Vì không thể mất máu thêm nữa các bạn. Ok, một bát hạt nước ở bên kia rồi. Ok. Thật sự bình tĩnh không ạ? Thật sự bình tĩnh. Ở tình huống như thế này thì mình cần phải bình tĩnh. Ok, lấy thêm một ít đạn. Ok, hình như một bát ở bên này ấy. Ở đâu? Một pha khá là căng thẳng. Giờ mình sẽ để đây. Ok. Ở dưới mình trắng. Chắc có thể là như vậy. Một pha mà nó cho này thì hơi gọi là phía sau mình chăng. Nếu phải à, vậy cho nó ở tầng dưới các bạn. Tầng dưới, tầng dưới. Một pha bắn ở bên nhà bên kia khá là căng thẳng. Một pha mà bát ở trên kia là thắng. Rất ngon các bạn. Ok. Ok. Ok, à đây. Ok. Ui, đen 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 đen. Đen 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 đen. Ui giời ơi. Một pha không chú ý của mình các bạn. Mẹ quá là đen. Chỉ được top 2 thôi. Quá buồn. Không chú ý quá, mình cứ nghĩ nó bên kia các bạn. Được rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình. Cho mình xin dừng video clip ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.